Hay, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta tiếp tục với series sinh tồn thời tiền sử trong phần chơi ARK. Và tập trước đó các bạn thì mình đã sử dụng cái em bọ ngựa của mình để đi bắt những cái con khủng long như là Pterosaurus nè, với lại T-Rex đó các bạn, bạo chúa T-Rex này nè. Thì nó đánh cái con bạo chúa T-Rex ngủ rất là nhanh luôn, và tem nó rất là dễ dàng và đánh rất là đã tay các bạn. Cho nên là trong tập ngày hôm nay thì mình quyết định là làm thêm một cái video liên quan tới con bọ ngựa nữa, bằng cách là test thử sức mạnh của nó với cái con siêu bạo chúa Gigan luôn, thử xem coi nó có đủ sức đánh hại con siêu bạo chúa hay không nha. Thì ở đây mình có được cho mình tất cả là 5 con T-Rex rồi đó. Đó, tất cả là 5 con bạo chúa T-Rex. Và cái con bọ ngựa của mình thì mình để ở phía bên này thôi. Cấp độ của nó thì cũng đã được lên cấp độ là 331 ở đây rồi nè. Mình sẽ sử dụng quả cầu. Và nó đang cầm cây giáo này cho nên là mình sẽ lấy ra luôn. Mình sẽ hút nó vô trong quả cầu, đem nó đi. Mình sẽ cưỡi cái em chim điêu của mình á để đi tìm cái con Gigan. Rồi sau đó thì mình sẽ quăng cái con bọ ngựa ra để cho nó đánh thử nha. Và cần phải làm thật là nhiều những cái cây dùi cui nữa. Dùi cui ở trong này thì mình có 4 cây thì chắc là cũng không đủ đâu, cho nên là phải làm thêm. Làm thêm thì dùi cui thì chế tạo trực tiếp ở trên người của mình thôi. Mình sẽ chế tạo thêm 4 cây nữa đi. Đó, tất cả là 8 cây. Và để bắt được cái con Gigan thì cần phải có thuốc ngủ, chứ không là trong lúc mà mình đang tem nó đó, nó tỉnh lại nó cắn mình là tiêu luôn. Rồi, cần có thuốc ngủ với lại mấy cây gậy là ok rồi đó. Mình sẽ sử dụng cái em chim điêu ở tập trước mình bắt được nè. Đó, mình cũng đã luyện lên được cấp độ 250 nè. Bây giờ thì em ấy rất là mạnh luôn. Mình sẽ sử dụng em ấy để cưỡi đi, để đi tìm luôn. Gigan thì mình biết được á là nó hay spawn ở cái khu vực hảo nguyên đó, ở phía bên trên cái bản đồ đó, nó có cái nhúm xanh xanh đó các bạn. Đó, bên đó thì hay spawn ra mấy con Gigan lắm, cho nên là mình sẽ qua phía bên đó luôn. Trên đường đi thì mình thấy có mấy cục thính đó các bạn, thì mình cũng sẽ loot luôn nha. Và cũng như là dive bay xuống phía bên dưới, gần ở phía bên dưới một chút để xem có con T-Rex nào, cái con Tép nào không nha, con khủng long Tép đó các bạn. Ở nhà của mình thì có Pterosaurus Tép nè, nhưng mà chỉ có con đực thôi, chưa có con cái, cho nên là mình sẽ bay sát sát ở phía bên dưới này một chút, với lại cái con Raptor nữa. Raptor thì mình chỉ có con đực thôi chứ cũng chưa có con cái nữa, cho nên là phải tìm nè. Đó, Pterosaurus ở đây nhiều nè nhưng mà không có Tép. Thôi thì tiếp tục đi thôi. Mình thấy ở phía bên kia cục thính sắp sửa chạm đất rồi. Cục thính là cục thính màu xanh. Cục thính màu xanh thì cũng không ngon lắm đâu, nhưng mà đôi khi nó có những cái món đồ đó các bạn hấp dẫn. Đặc biệt nhất là mình đang cố gắng tìm cái chài á. Cái chài bây giờ thì mình sử dụng toàn là mấy cái chài cùi bắp thôi. Mình đang cố gắng tìm cái cây chài nào đó xịn xịn hơn một chút. Và mấy cái chài này hình như là nó sắp hư nữa nè. Để mình sửa nó lại luôn nha. Sửa nó lại cho nó mới lại luôn. Đó, lát nữa xài đồ mới hết luôn. Chứ để cầm lên một cái nó hư á thì mất công mình thay là hay vô lắm. Và đây là cục thính nó đã rớt xuống phía bên dưới rồi nè. Mình thấy có mấy con canh nông ở phía bên này nữa. Chắc là không sao đâu. Ui, Raptor ở đây nhiều lắm nè. Raptor ở đây rất là nhiều nhưng mà không có Raptor Tép. Thì mình sẽ dọn dẹp ở đây một chút cái đã. Đây, canh nông nè. Canh nông thì mình cạp đó luôn. Con chim điêu này của mình bây giờ mạnh lắm. Raptor nè. Trắng luôn. Ồ đúng rồi, sẵn tiện thì farm thịt đùi ở đây luôn cũng được. Lát nữa thì tem mấy con Giga đó các bạn thì cũng cần có thịt đùi á, cho nên sẵn bây giờ thì lấy luôn. Rồi kiểm tra xem cục thính này có. Trời ơi, có cái cửa với cái la bàn thôi à. Thôi đi thôi, không có gì ngon hết. Có cái khung cửa của cái amito thôi. Rồi tiếp tục lên đường thôi. Mình sẽ bay qua bên cái khu hướng phía bên này nè. Ở dưới này mình thấy có con Tero này. Đây, để mình xuống với mình kiểm tra thử xem coi cấp độ của nó bao nhiêu nha. Cấp độ của nó 60 thôi mà là con đực nữa. Con đực ở nhà của mình thì cấp rất là cao rồi, cho nên là không cần nữa đâu. Mình cần có con cái thôi. Cho nên là tiếp tục di chuyển nha. Cứ bay sát sát ở dưới đất này để quan sát xem có Raptor hay là T-Rex hay là có con Tenro nào nó xịn xịn thì mình sẽ bắt nó luôn. Phía bên đây thì mình sẽ qua được cái khu vực đó. Ở phía bên đây nè các bạn, khu vực như là khu vực núi lửa, khu vực đất chết á, thì nó có rất là nhiều những cái con Tenro sau rết ở phía bên này. Và mình thấy ở xa xa có một con. Con này lại là con đực cấp độ có 66 thôi, cũng không ngon lắm. Phía bên đây thì có con T-Rex nè. Và ở trên núi, đây rồi, ở trên núi có một con nữa nè. Nó đang chiến đấu và con đực hả? Con đực 114 thì nó cũng không có bằng cái con nhà của mình rồi, cho nên là thôi bỏ qua luôn. Và ở phía bên dưới, ôi, ở phía bên dưới còn nữa. Ở phía bên dưới này còn nữa nè. Kiểm tra thử xem coi. Con này là con cái cấp độ 174 luôn nè. Ngon. Và nó đang bị cái con Canon hội đồng, cho nên là mình sẽ giúp nó. Giúp đỡ nó nha. Mình sẽ giúp nó để đánh bảo vệ cho nó. Lát nữa mình còn tem nó nữa chứ. Và trên này thì có rất là nhiều những con chim điêu, nó sẽ hội đồng với con Tero của mình, cho nên là mình sẽ diệt trừ nó luôn, diệt trừ hậu quả về sau nha. Đó, ở đây thì mấy con chim điêu rất là nhiều xung quanh.
cố gắng đá nó cho nó chết. Con này của mình rất là mạnh luôn á, đá một phát tới tận 400+ đam. Và một bầy ở dưới nữa nè, đó, nó đang tìm cách tấn công vô. Đây mình sẽ đá luôn, ở đây nữa. Tấn công, à nó thấy hịch đó các bạn. Ồ, nó đánh Akilo luôn kìa, và một bầy luôn. Rồi thì mình sẽ luộc nó luôn nha. Sẵn tiện thì mình sẽ luyện cấp thêm cho cái em chim điêu của mình nữa. Bay vòng vòng và tấn công thôi. Mình sẽ bay ra phía bên ngoài một cái rồi quay trở lại. Đá như vậy nè, đó, trúng một bầy luôn. Và cấp độ mấy con chim điêu này hình như là cũng cao nữa thì sao á. Đó, 100 nè. Cho nên là nó khá là trâu. Bay đi một đoạn là mình sẽ quay trở lại. Đó, quay trở lại nè, đá nè. Đá ngay vô là đam rất là cao luôn. Đá cho một cái nữa. Wow, mấy con này nó trâu ghê luôn á. Đá nãy giờ mà nó chưa chịu chết. Đó, một con, wow, hàng gì nó trâu là phải rồi. 145 luôn. Còn cái con này không biết cấp bao nhiêu đây mà chưa thấy nó xịt máu ra nữa. Đánh nó nãy giờ mà chưa thấy máu nó tua tủa ra phía bên ngoài. Chắc là cũng 100+ rồi. Thả nó luôn nha. À, nó lì ghê luôn á. Thôi thì mình sẽ bay ra xa xa chốt rồi quay trở lại. Chứ bay vòng vòng nó chóng mặt lắm. Đó, cứ bay ra rồi quay trở lại thôi. Nó sắp chết rồi nè. Mình thấy nó xịt máu ra là chắc chắn là nó sắp chết rồi. Wow, hàng gì 145 luôn, hàng gì nó trâu là phải. Rồi, cái con Terror của mình ở dưới này thì nó cũng bắt đầu an toàn rồi đó. Ủa, con này là con đực hả? Con cái đâu rồi? What? Ủa, à, đây rồi các bạn. Nó ở dưới này nè. Đây rồi, 174 luôn. Lát nữa thì mình sẽ quay trở lại mình bắt nó sau đi. Còn bây giờ thì nó cũng đã an toàn rồi. Mục tiêu chính của mình á là đem mấy con bọn ngựa của mình nè để đi test thử sức mạnh với lại con Gigan. Còn cái con đó thì tem rất là dễ. Lát nữa trên đường về đó các bạn, nếu mà còn thời gian thì mình sẽ quay trở lại đó, mình bắt nó luôn. Còn bây giờ thì nhanh chóng bay qua bên chỗ Thảo Nguyên nha. Đó, xém chút nữa đi lộn đường rồi. Ở phía đằng trước mình là khu vực Thảo Nguyên đồng bằng rồi nè các bạn. Đó, mình nhìn thấy xa xa có một cái cục thính, cho nên là sẵn thì mình sẽ lướt xuống phía bên đó để tìm luôn nha. Có mấy con rồng điện nè. Bây giờ thì nó spawn ra rất là nhiều rồng ở phía bên đây. Rồi bên đây thì rắn rết các kiểu luôn. Ở phía bên khu vực này nó được cái là nhìn cái Thảo Nguyên đó, nó xanh mướt rất là mát con mắt luôn các bạn. Xây dựng nhà ở đây đó thì rất là mộng mơ luôn á. Nhưng mà ở đây không phải là vùng đất bình yên đâu. Đó, mới qua thôi thấy mấy con Allosaurus ở phía bên đó rồi đó. Và bên đây thì có rắn rết các kiểu bên đây nhiều lắm. Rắn rết rồi có cả bọ ngựa nữa, đúng rồi. Bọ ngựa bên đây cũng có nữa các bạn. Rắn rết, bọ cạp các kiểu. Và đây là cục tính, nhanh chóng lướt nhanh chút nha. Lướt thật nhanh chút. Ua, có cái quần hả, có đôi dài nữa nè. Ok, ngon. Có cái quần chi tin thì coi bao nhiêu nha. Quần chi tin 100+ hả? Còn ở trên người của mình đang sử dụng là 400+ rồi. À, quần chi tin không cần thiết lắm. Và đôi dài thì mới lút được có 140 thôi. Mà cần phải có đồ thì mới chế tạo được. Nó chỉ là công thức thôi, chứ không phải là cái quần. Và con rồng, ui, con rồng nó đi xuống phía bên dưới này luôn rồi. Nó đi xuống dưới này thế nào nó cũng tấn công tùm lum hết thôi. Và mục tiêu của mình là bây giờ không phải mấy con rồng, cho nên là mình sẽ đi tìm nha. Đi vòng vòng đây để tìm xem coi có cái con siêu bộ chúa nào ở đây không. Phía bên đây thì mình thấy có rất là nhiều nè. Có thấy có Allosaurus nè. Hình như hai con này nó bị vướng lại với nhau. Một con cấp độ 135 với một con 20 nó đang bị dính lại với nhau nè. Đó, nó đi không được. Mấy con này nó spawn hay spawn một cục lắm, cho nên nó dính lại. Ở đây thì có Allosaurus và cấp độ của nó thì có 25 thôi. Nó đang tấn công kìa. Nó bị đẩy lùi ra phía bên ngoài. Rồi đi vòng vòng ở đây xem coi có con bạo chúa nào không nha. Bạo chúa thì nó hay spawn ở phía bên này lắm, cho nên là phải đi vòng vòng đây để quan sát xem coi có không. Mình thấy toàn là mấy con Baronto ở đây là nhiều, với lại bờ te nè. Còn là bờ te, Baronto với mấy con khủng long chạy nhanh thôi. Có cả khủng long ba sừng ở dưới này nữa nè. Và phía bên trên này thì có toàn là Baronto. Ôi, có quả trứng kìa. Quả trứng chắc là của con Baronto rồi. Ở phía bên đây thì cũng toàn là Baronto thôi. Không có nhịp. À, ở đằng trước mình thấy có con Gigan rồi các bạn. Và cấp độ của nó thì, wow, cấp độ 66 và nó là giống đực. Wow, 66 hả? Con Gigan mà cấp độ 66 là cũng dữ dằn lắm đó các bạn. À, ngon nha. Nhưng mà mình sẽ đi vòng vòng đây kiểm tra xem có con Gigan nào khác nữa không nha. Rồi sau đó thì nếu mà không có thì mình sẽ tem mấy con đó luôn. Ở trên này thì mình thấy có mấy con cừu nữa nè. Ồ, mấy con cừu này thì mình có thể đánh nó để lấy thịt nữa của nó nè. Tem khủng long rất là nhanh luôn á. Con đó bắt về đem về để nuôi đó các bạn, lấy thịt để tem khủng long thì ngon lắm luôn á. Nhưng mà chắc là cái con đó đó thì mình sẽ làm một cái video riêng biệt đi. Bởi vì muốn tem được con đó thì mình cần phải có bánh thì mình mới có thể tem được nó. Mà công thức làm bánh thì nó rất là lằng nhằng luôn. Cho nên là mình sẽ làm một cái video riêng biệt để tem nó luôn. Cũng như là đi bắt cái con
cái con gì, cái con ốc sên đó các bạn. Con ốc sên để sau này nó sẽ giúp cho mình làm cái xi măng tự động nữa đó. Rất là nhiều dự án mà mình cần phải làm. Và phía đằng xa xa đằng kia là cái ngọn hải đăng, ở trong những tập trước thì mình có khám phá rồi, cho nên là mình sẽ không qua phía bên đó nữa, mà mình cứ đi vòng vòng ở phía bên đây thôi, để tìm xem có con gigan nào khác không. Hồi như nó không có rồi. Cái con gigan thì là thuộc dạng là một trong những cái con khủng long hiếm đó các bạn, cho nên là tỷ lệ spawn của nó ra cũng rất là thấp. Dưới này nè thì alloy sau thì có rất là nhiều luôn đó, alloy sau 140 ở dưới này cũng có đó nè, với lại rất là nhiều baronto. Ở phía bên dưới này thì toàn là alloy sau thôi. Chắc là mình sẽ quay trở lại với con gigan hồi nãy đi. 66 là cũng thuộc dạng thứ dữ rồi đó, nó không phải dạng dừa đâu, cho nên là mình sẽ quay trở lại đó để tem nó luôn. Mình nhớ hồi nãy hình như là nó ở gần cái quả trứng nè, đó, nhớ cái quả trứng và nhớ là nó nằm ở đâu đó gần đây thôi. Không biết còn không nữa đây. Quay trở lại đừng để nó mất tiêu nha. Ây, nó đang đánh với những cái con Baronto ở phía bên kia kìa. Mình sẽ tìm một chỗ nào đó an toàn một chút để cất cái con chim điêu này của mình vô. Đó, cho nó đậu ở đây chắc là an toàn rồi. Mình sẽ chỉnh cho nó không tấn công nha. Rồi, mình sẽ quăng cái con bọ ngựa của mình ra phía bên ngoài. Ngon lành cành đào. Bây giờ thì mình cần phải có một ít thức ăn để cho cái em bọ ngựa của mình. Đó, trong lúc chiến đấu nó bị có mất máu đó thì cũng có cái để mà ăn nha. Rồi, bỏ hết dùi cui lên trên người của nó luôn để mình thay thế cho nó nhanh, bởi vì dùi cui nó cũng nhanh hư lắm. Rồi, bây giờ thì tất cả mọi thứ đã ok hết, cho nên là tấn công thôi. Bây giờ làm sao đây, phải có chiến thuật mới được. Mình sẽ canh nó đánh những cái con khủng long khác á, mình sẽ tấn công từ phía đằng sau đánh lén các bạn. Đó, nhào vô qua đập 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 một vài cái thôi là mình sẽ chạy. Có vẻ như không ổn, nó cắn chúng mình luôn. Nó đang đánh với cái con Baronto thì mình sẽ nhảy vô mình đập. À, mình đứng gần à, cái dùi cui của mình nó bị hư rồi, rất là nhanh luôn á, cho nên là hai cái cây khác vô nha. Đó, chờ đợi cho nó tấn công mấy con kia thì mình sẽ nhào vô để đập. Có vẻ như mình lại gần đó là mình bị sát thương thôi. Ua lại gần đó là mình bị sát thương à, không cần biết nó cắn mình hay không nhưng mà lại gần là bị. Mà mình còn có nửa cây à, chắc là không được ổn rồi. Mình cần phải sử dụng cái chiêu thức là dồn đam luôn chứ không ổn lắm. Dồn đam luôn nha. Ôi, cái dùi cua của mình nó bị hư. Và chạy ra phía bên ngoài cái. Dùi cua thì nó rất là nhanh hư, mặc dù mình đã chuẩn bị khá là nhiều rồi, nhưng mà nó nhanh hư quá. Nhào vô dồn luôn nha, chứ chơi theo kiểu đánh lén không ổn lắm. Dồn đam luôn. Đập luôn, đập luôn. Rồi rồi, hư rồi, hư rồi, hư rồi. Ra phía bên ngoài. Ôi, nó mạnh quá. Ôi, cái con ngựa của mình nó có vẻ như chịu không nổi rồi. Mình sẽ bơm thức ăn vô cho nó một chút nữa nha. Chà chả, nó còn có một miếng máu thôi. Có vẻ như đối thủ này quá nặng ký với nó rồi. Hồi nãy chắc là mình cần phải sử dụng cái chiến thuật là dồn đam luôn á thì tốt hơn cái kiểu là đánh rồi chạy ra phía bên ngoài. Bây giờ thì hơi khó khi mà còn ít máu quá, và nó đang tìm cách để tấn công mình nữa chứ. Khó rồi, hồi nãy phải chạy vô dồn đam luôn là ổn hơn. Còn bây giờ thì nó cứ lang thang như vậy thì turbo của nó tuột xuống á. Mình sẽ cố gắng dồn thức ăn vô cho cái con này của mình để cho nó hồi phục lại máu. Mình sẽ thay đổi chiến thuật một chút là chạy vô trong đó để dồn đam luôn nhá. Bây giờ thì đi ra phía bên ngoài, mình quay trở lại với cái con chim điêu của mình một chút đi để mình hồi máu lại đầy. Mình sẽ thay đổi chiến thuật một chút nha, chứ còn chiến thuật mà kiểu là đánh lén rồi sau đó bỏ chạy là không ổn với con này rồi. Mình cần phải cho nó ép cho nó ăn cho nó hồi máu lại cái đã. Rồi, sau khi mà cho cái em bọ ngựa của mình đó nó ăn đầy máu, bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với con gigan hồi nãy nha. Nãy giờ thì ở phía bên ngoài này nè, không biết là nó đi đâu rồi, chắc là nó cũng đi vòng vòng ở phía bên ngoài này, nó tàn sát cái con khủng long xung quanh thôi. Và lần này thì mình sẽ thay đổi chiến thuật là nhảy vô dồn đam thật là nhanh luôn á. Thì ở phía bên này thì không thấy ở đâu hết, mình thấy ở phía bên này con quá trứng nè. Hồi nãy mình nhớ, à đây rồi các bạn, hồi nãy mình nhớ đây có hai cái con Baronto mà tự nhiên bây giờ mất tiêu rồi. Và lần này thì mình sẽ nhảy vô dồn đam thật là nhanh cho nó ngủ luôn nha. Dồn luôn, đánh liên tục luôn các bạn, đánh túi bụi luôn, đánh hết tất cả những gì mà mình có thể luôn. Và hư cái cây chì là mình sẽ thay cây chì khác liền, để ý một chút để mình thay cây chì cho nó nhanh nha. Rồi, thay cây chì khác vô và đập tiếp thôi. Lần này thì thay đổi chiến thuật, hy vọng là sẽ thay đổi không có bị mất máu tê tua giống hồi nãy nữa nha. Dí heo để đập. Ôi, nó rớt xuống phía bên dưới luôn kìa. Nó đang bỏ chạy rồi. Mình sẽ cố gắng đánh từ từ lại một chút để cho nó canh nó vừa đúng lúc nó ngủ nha, không có đánh như phát nào hết. Đó, nó bắt đầu chạy rồi nè, có vẻ như chiến thuật thì ổn rồi nè. Đó, chạy đi đâu. Rồi luôn, bị dính vô trong cục đá rồi, ngủ, ok. Quá là ngon luôn các bạn. Vậy là nó đã ngủ xong rồi. Bây giờ thì mình cần phải lấy thuốc ngủ thì trên người của mình có nè. Và máu của em bọ ngựa của mình thì khác rồi nè, đó, mất có một chút máu thôi các bạn. Bây giờ thì có vẻ dễ hơn sau khi mà mình thay đổi chiến thuật. Cái ống turbo của nó tuột xuống rất là nhanh luôn đó các bạn, cho nên là mình sẽ
À quên nữa, bỏ thuốc ngủ vô chứ. Thuốc ngủ thì có sẵn ở trên người của mình rồi, cho nên là mình sẽ bỏ thuốc ngủ lên trên này rồi bơm cho nó một chút thuốc ngủ vô, cho nó lâu lâu tỉnh một chút. Và để tem cho nó nhanh đó các bạn, cho nó ăn cho nhanh á, thì mình sẽ quay trở lại. Hồi nãy mình nhớ là ở phía bên chỗ gần cái em chim điêu của mình á, gần cái chỗ con Gigan á, nó có một vài em cừu ở phía bên đó, cho nên là mình sẽ quay trở lại để xử lý một em lấy thịt luôn nha. Mấy em cừu hồi nãy hình như là mình nhớ nó ở phía bên này thôi. Đây rồi, ở phía đằng xa xa nè. Thì mình xem coi con nào đó level thấp một chút mình sẽ lấy thịt, còn mấy con level cao thì mình để dành lại sau này mình sẽ tem nha. Rồi cái con này là mục tiêu sẽ được chọn nè. Đó, đánh nó để lấy thịt. Wow, đánh một phát, đánh một con lên 277 thịt các bạn. Và ở trong này thì có rất là nhiều thịt đùi luôn nè. Hạ hầu mà sử dụng luôn, mình sẽ đem qua bên cho em Gigan ăn. Em Gigan thì ăn thịt cừu đó các bạn, thì sẽ nhanh thôi, đỡ phải mất thời gian của mình trong lúc chờ đợi nha. Bây giờ thì nó xỉu và nó lủi cái đầu vô trong cái cục đá này, không biết là nó có bị kẹt hay không nữa nè. Nhưng mà nó kẹt thì mình lấy quả cầu mình hút thì cũng được, không sao hết. Đây, bỏ cho mày luôn nha, cho uống thêm một ít thuốc ngủ nữa nha. Ăn thịt cừu đó các bạn lên rất là nhanh luôn, lên 72% rồi nè. Và cộng thêm cho mình 33 cấp độ, và mình đánh vừa đúng lúc nó ngủ ấy, cho nên là nó được 100% luôn. Và cộng thêm cho mình 32 cấp độ, và level của nó là 66. Và sau khi mà mình thay đổi chiến thuật thì em ấy không có đánh cái con bọ ngựa của mình được, mất máu nhiều nữa. Vậy là phải dồn đam thật là nhanh càng tốt. Chắc là mình sẽ đứng ở đây để chờ đợi cho nó tỉnh lại luôn nha. Mình tính là đi về để cất cái mớ thịt này lên trên người của em chim điêu nè, để cho nó bảo quản, rồi sau đó thì mình sẽ hút nó vô trong quả cầu á. Nhưng mà thôi, cứ đứng ở đây để chờ đợi cái đã. Và nó tỉnh rồi nè. Rất là nhanh luôn á. Bây giờ thì mình sẽ dẫn cái em Gigan của mình đi ra phía bên ngoài thử rồi được không. Thì nó quay đầu được nè, ngon lành luôn. Bây giờ thì mình sẽ dẫn nó đi để cho nó luyện cấp một chút, trong lúc chờ đợi cho trời sáng ở đây sáng hẳn luôn nha. Đây, mình sẽ cho nó đánh cái con này thử xem coi. Nó cạp một phát có 280 đam thôi, có vẻ như nó đánh không mạnh lắm, nhưng mà bù lại thì nó rất là trâu luôn á. Đây, để coi mình chờ cho nó đánh con nó có vẻ như khó rồi. Ok, được rồi nè. Kiểm tra em Gigan của mình xem, nó đã lên thêm được 6 cấp độ và sức mạnh của nó chỉ có 70% thôi, nhưng bù lại đó các bạn thì nó rất là trâu luôn nè, 17.800 máu luôn, rất là trâu luôn á. Cho nên mình sẽ cộng thêm cho nó một chút stamina lên chút, rồi dòm như cho nó đam vô một chút nữa nè. Đó, nó có thịt cừu ở trên người nữa. Hồi nãy mình cho nó ăn còn sót lại đó. Bây giờ thì tiếp tục gửi cái em bọ ngựa của mình để đi tìm mấy cái con bự bự một chút, cho nó follow mình nha. Rồi, đi qua phía bên đây nè, đánh mấy con bự bự như Baronto thử nè. Đó, dẫn qua phía bên đây để xem coi con Baronto này cấp độ. Wow, 140 luôn hả? Cũng thuộc dạng thứ dữ á, cho nó tấn công luôn nha. Nó cắn cái con Baronto bây giờ thì lên 300 mấy rồi nè, 300 mấy gần 400 đam. Mình sẽ lấy cái cây chì này xuống, rồi sau đó thì sử dụng tay thông để nhảy vô một cái nha. Đó, con bọ ngựa của mình nó nhảy vô một phát lên tới tận 4.000 mấy đam, trong khi con Gigan chỉ được có 350 thôi các bạn, 345 thôi. Và chết, đó, mình sẽ cho con Gigan là người đánh cuối cùng để cho nó lên cấp nha. Mình sẽ tiếp tục cộng, và em ấy lên 13 cấp độ rồi nè. Cộng sức mạnh lên nhiều chút, đánh cho nó xử lý mấy con khủng long cho nó nhanh. Đi vòng vòng ở đây để cho nó test sức mạnh tiếp nha, cho nó luyện cấp tiếp. Ở phía bên đây thì có rất là nhiều những cái con Baronto và những con khủng long cổ dài ở bên đây nè. Đó, mình sẽ cho nó qua phía bên này, mình chụp cho nó một cái. Cái con này cấp thấp quá, chụp phát chết luôn à. Mình sẽ chụp cái con này một cái coi. Đó, cho nó yếu đi, rồi sau đó thì mình sẽ ra lệnh cho cái con Gigan của mình dụ nó ra phía bên ngoài đi, cho nó ra phía bên ngoài này để dễ dàng nhìn thấy nha. Mình sẽ cho cái gamma lên số 3 đi cho nó sáng sáng một chút. Rồi, ra lệnh cho nó tấn công mấy con khủng long này để cho nó luyện cấp luôn. Ở ngoài mình đứng nhìn thôi, lát nữa thì mình sẽ về mình làm cái yên cho cái con Gigan đó các bạn, để mình cưỡi nó luôn nha. Mà con Gigan này thì màu xanh xanh lật lật, nhìn nó rất là sáng màu luôn nè, nhìn cũng khá là đẹp. Ui, cái con nó 140 luôn á. Mình sẽ hút nó vô trong quả cầu để đem nó về cho nó gọn. Mình cũng sẽ hút cái em bọ ngựa của mình vô trong quả cầu luôn, khi mà mình quay trở lại với cái em chim điêu. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với em chim điêu để đưa thịt cho em chim điêu để đem về bảo quản nha. Còn cái con bọ ngựa thì mình chắc là cũng hút vô trong quả cầu luôn để chuyển nó đi cho nó nhanh. Lấy cái này thì lấy thịt hết luôn đi. Rồi, chuyển hết qua phía bên đây luôn. Đó, làm vậy cho nó nhanh nha. Rồi xong, phần còn lại như cái này nè, sau này mình sẽ cần á, cho nên là mình lấy luôn. Rồi, hút cái em bọ ngựa của mình vô trong quả cầu để mình
quay trở về với căn cứ của mình. Và trên đường về thì mình sẽ không quên bắt cái con Tero đó các bạn, Terosaurus đó, để đem về luôn, để phục vụ cho những cái dự án sau này của mình nữa. Còn trong này thì không còn gì hết, cho nên là đi thôi. Và dưới này thì mình thấy có quả trứng của con Baranto thì phải. Bây giờ thì xuống để chôm luôn nha. Nào, chôm quả trứng luôn. À, Diplo chứ không phải Baranto. Quả trứng đó không phải của con Baranto, nhưng mà có thì cứ lượm luôn nha. Hồi nãy thì mình đi vòng vòng ở đây rồi các bạn, bay lượn vòng vòng ở đây thì thấy chỉ còn toàn là mấy con kiểu như là Allosaurus với lại Baranto và mấy con khủng long chạy nhanh thôi, chứ còn không có cái con Gigan nào ở xung quanh này hết. Vậy là mình chỉ mới có thể bắt được một con thôi. Và mình cũng như là muốn test thử sức mạnh của con bọ ngựa đó các bạn. Thì cái con bọ ngựa này thì nếu mà mình vừa đánh vừa chạy đó, thì cứ chạy ra chạy vô lại con bọ ngựa của mình sẽ đụng phải con Gigan và nó sẽ tự gây đam và nó sẽ bị chết đó các bạn. Cho nên là muốn đánh con Gigan thì cứ việc dồn đam luôn, nhảy vô, dồn túi bụi luôn các bạn. Nhảy vô sử dụng vừa cui đập túi bụi luôn, nó hư thì đổi cây khác liền và tiếp tục đập là xong. Còn mà đánh theo kiểu mà vừa đánh vừa chạy đánh láng á là coi như là chết chắc bên dưới nó luôn á. Cứ dồn đam thôi là xong, rất là đơn giản với con Gigan. Đây rồi, mình đã quay trở lại với cái chỗ của em Tero hồi nãy nè các bạn. Hình như là nó đang lang thang ở phía bên dưới. Mình sẽ dục cái con bọ ngựa của mình ra phía bên ngoài để cho nó đánh ngủ cho nhanh nhá. Mình sẽ tiếp tục sử dụng mấy cây chì cho nó. Cái con Tero này thì cũng dễ, chỉ cần chắc là một cây chì thôi là đủ mà. Rồi, đập một cái nè, hai cái nè, ba cái nè. Ui, ui mấy con chó á, mấy con chó nó xuất hiện. Ây da, mấy con chó xuất hiện nè, chó xuất hiện nè. Và ui, con Tero ngủ rồi. Mình sẽ nhanh chóng clear hết mấy con chó xung quanh ở đây để tránh tình trạng nó làm phiền á. Mấy con chó này thì mình đập một phát là nó chết chứ nó không có ngủ được. Rồi, mình mới vừa chạy về nhà để lấy cà rốt các bạn, để quay trở lại cho cái em Tero của mình nó ăn. Thì cà rốt ở trong này mình có trên người của mình nè. Đó, mình mới lấy cà rốt và bỏ ở trong này để cho nó ăn thôi. Và nó tăng lên một lần 2% lên đó, nó đang đói các bạn, nó ăn liên tục và tăng liên tục nè. Nhiệm vụ của mình thì đứng đây để chờ đợi thôi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ kiểm tra lại em bọ ngựa xem coi. Hồi nãy giờ đánh thì được rất là nhiều đồ nè, mình sẽ cất bớt đồ vô trong này rồi. Hút nó vô trong quả cầu luôn đi. Cộng thêm cho nó một chút đam lên, cộng đam nhân thì nó đánh ngủ nhanh ngủ hơn á, cho nên là sẽ cho thêm đam lên nhá. Đam cao quá đó thì chỉ có thể đánh ngủ được những cái con kiểu như là cái con này mà nó trâu trâu đó các bạn, bự bự máu nó nhiều á thì nó ngủ nhanh lắm. Còn mấy con mà nhỏ nhỏ đó, máu nó ít á, đánh một phát là nó có thể chết luôn, cho nên là nó cũng hơi là bất tiện. Sau này chắc là mình sẽ build một cái con, thêm một cái con nữa, tăng không có tăng đam đó mà chỉ có tăng máu thôi, để mình có thể tem được những cái con khủng long nhỏ nhỏ bằng cây dùi cưa nha. Chứ còn cái con này của mình nè, đó, nó đang kiểu như là nó đang tăng đam nhiều quá đó, chỉ có tem được mấy con bự bự như cái con Tero châu châu này một chút thôi. Và nó lên được 41% nè. Thôi thì mình sẽ chờ đợi đến đây một chút cho nó tỉnh lại, mình sẽ hút quả cầu đem về luôn nha. Wow, lên 260 luôn các bạn, quá là ngon luôn. Và còn cà rốt ở trong này thì mình sẽ lấy lên trên người của mình đi. Rồi, hút nó vô trong quả cầu luôn nha. Bây giờ thì nó chưa có cái yên á, cho nên là chưa có cưỡi được đâu, chủ yếu là mình đem về thôi. Mỗi con này thì cái tông màu vàng của nó rất là nhiều, nhìn nó rất là kiểu như gon đó bạn, nhìn rất là sang chảnh luôn. Cuối cùng thì cũng đã về tới nhà, bây giờ thì mình sẽ tranh thủ quăng cái em Tero của mình ra phía bên ngoài nha. Đây rồi, mình sẽ làm cho nó một cái yên để mình sắp xếp lại cho nó gọn á. Thì cái yên thì có thể chế tạo hình như là trực tiếp ở trên người của mình. Tero trong này nè, đây rồi, chế tạo trực tiếp ở trên người của mình để cho nó đeo lên luôn. Cái con này thì mình sẽ không có cho nó sinh sản giỏi đâu các bạn, mình sẽ sử dụng nó cho những cái dự án máy móc của mình trong tương lai á, cho nên là mình sẽ để nó ở đây để chuẩn bị thôi. Đó, cho nó ở đây nha, và cho nó lên phía bên trên này một chút đi. Bây giờ thì chuyển nó vô trong thì hơi khó, cho nên là cho nó đứng tạm ở đây đi. Rồi, ok, cho nó đậu ở đây thôi. Bây giờ thì mình sẽ vô trong để mình dọn dẹp lại một chút đồ, cũng như là lấy một ít thịt thịt cừu sống nè các bạn. Mình sẽ đem đi nướng lên luôn để có thêm thịt cừu nha. Rồi, sau khi dọn dẹp đồ xong đó các bạn, thì mình cũng đã nướng được tất cả là 9 cái đùi, 9 cái thịt cừu thôi các bạn, thành thịt đùi hết rồi nè. Nhưng mà thịt thì nó bị hư rồi, nướng không kịp. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái em rồng của mình nè. Đó, em rồng điện của mình ở trong những tập trước. Mình sẽ quay trở lại với khu vực sa mạc để thực hiện một cái dự án mà ở trong những tập trước rất là lâu rồi các bạn, mình có dự định mà chưa có làm được á, là bắt cái con khủng long bay mang về để thay thế cho cái em BT của mình á. Cái em BT của mình thì được cái là bay rất là nhanh, nhưng mà nó không có cơ động bằng cái con khủng long bay. Con khủng long bay thì được cái là bay khá là nhanh nè. Thứ nhất là nó cơ động, cái thứ hai là bay nhanh, và cái thứ ba là nó có khả năng là mang tải nặng nữa các bạn. Đó, tải được nhiều đồ cho mình nữa. Cho nên là hôm nay mình sẵn thì mình sẽ quay trở lại luôn nha, để bắt nó luôn trong tập ngày hôm nay.
thì cái con khủng long bay nó hay spawn ở phía bên chỗ cái khu vực sa mạc á. Ở trong lần trước mình đi bắt cái con người đá đó, thì trên đường về mình thấy có một con nhưng mà chưa có bắt nó. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại luôn, tấn công thẳng xuống phía bên dưới sa mạc luôn để tìm xem coi. Lần trước hình như là mình nhớ mình tìm thấy một con 140 mấy hay là 50 mấy gì đó, mình cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà nó cũng khá là ngon, cho nên là mình sẽ quay trở lại. Ở bên đây thì mình thấy có con rồng băng nè, hình như ở trong khu vực băng tuyết nó bay ra phía bên ngoài này thôi, còn dưới này thì bay gần gần ở phía bên dưới này để dễ dàng quan sát hơn. Mấy cái con khủng long bay nó hay đậu ở dưới đất lắm, cho nên là bay gần gần ở phía bên dưới để mình quan sát xem cái có không nha. Ở ngoài này thì coi có con nào xịn xịn không, mình bắt luôn, biết đâu ở đây thì nó sẽ spawn ra mấy con xịn xịn á. Dưới này thì có mấy con, à đây đây, ở trước mặt mình thấy có một con nè, nhưng mà cấp cấp độ có 15 thôi, con cái cấp độ 15, hơi cùi một chút, không được ngon lắm. Mà ở gần ở cái chỗ cái thác nước này nè, nó hay spawn ra lắm, cho nên là cứ bay lượn vòng vòng đây nha. Đó, ở chỗ mấy cái vách đá này nè, nó hay đậu lắm. Trên này thì chỉ toàn là mấy con, wow, có cả canh nông, có cả canh nông alpha nữa nè, ghê chưa. Canh nông alpha muốn luyện cấp thì qua bên đây đánh nó là hợp lý luôn á, đem mấy con khủng long của mình qua bên đây đánh nó. Nhưng mà bây giờ thì mình đi tem thú cho nên là thôi đừng đánh nó nha, đánh nó thì loạn lạc lắm. Và mình đang bị nóng nữa hả, để mình mặc bộ đồ cỏ lên cho nó đỡ nóng. Qua bên sa mạc có bộ đồ cỏ này là rất là khỏe luôn á, hết nóng liền luôn đó, giải nóng liền giải nhiệt liền. Ở phía à ở đằng xa xa mình thấy có cái con bịch, một cái con khủng long bay nè. Cấp độ nó 100 và nó là giống được, nhìn cũng ngon đó các bạn, 100 thì cũng được. Nhưng mà lần trước mình nhớ là ở đâu gần chỗ phía bên đây nè có một cái con cấp độ 100 mấy lần, cho nên là mình sẽ tìm lại xem coi nó còn sống không nha. Nếu mà nó còn sống thì mình sẽ tem nó luôn. Ở dưới này thì có rất là nhiều những con bò sát. À, ở phía bên trên mình thấy có một con, để mình coi coi cấp độ của nó bao nhiêu đây. Wow, con này là con giống cái và cấp độ của nó 156 lần. Ngon nha, con này được nè. Và nó đang đáp xuống phía bên dưới thì phải. Ở dưới này thì có quá nhiều những cái con bò sát nguy hiểm. Ở dưới này có cả Sabentooth các kiểu nè. Đó, mấy con gà giống Dodo nữa. Cho nên là mình sẽ clear ở phía bên dưới này cho nó an toàn cái. Để trong lúc mà mình bắt cái con khủng long bay đó các bạn, nó an toàn hơn nha. Sabentooth nè, đó, tấn công nó luôn. Và clear hết cái mớ quái ở đây, xung quanh ở đây. Và hình như nó chưa phát hiện ra mình đúng không? Nó chưa phát hiện ra mình. Nhưng mà ở đây thì có nhiều mấy con nguy hiểm quá, cho nên là chưa tấn công được. Rồi, nó bay lên phía bên trên rồi. Thôi thì cứ từ từ các bạn, mình sẽ dọn dẹp hết cái mớ bọ sát ở phía bên dưới này cho nó an toàn. Trong lúc chờ đợi cho nó đáp xuống thì mình sẽ dọn dẹp hết nha, để lát nữa mình tem cho nó ngon lành. Rồi, chích điện. Chích điện cẩn thận nha, chúng mấy con kia là xong luôn á. Nãy giờ tìm coi như là công cốc luôn á. Tấn công luôn này, gồng gai hả? Tấn công cái gì? Quạt điện nó hết luôn, bỏ cạp các kiểu nè. Lâu lắm rồi không có sử dụng em rồng để đi chinh chiến, cho nên là hôm nay sẵn tiện thì đại hai sát dế luôn các bạn. Cắn hết mấy con ở dưới này nha. Và, ôi, nó đậu xuống phía bên dưới nữa rồi kìa. À, ngon ngon ngon. Đây rồi, hồi nãy thì mình có chế tạo sẵn cho mình 10 cái bô la ở trong này nè. Đó, hũ sẵn rất là ghê nha, hũ sẵn rất là kỹ lưỡng luôn á. Rồi, đi xuống phía bên dưới và cố gắng tiếp cận nó. Mình sẽ luồn lách qua những cục đá và cầm sẵn cái bô la trên tay. Mình quăng cái bô la là mình sẽ lấy súng rồi mình bắn liền. Mình không sử dụng cái em bọn ngựa của mình đâu, em bọn ngựa của mình mạnh lắm, đánh có thể bị chết đấy. Cho nên là sử dụng súng ngủ cho nó chắc ăn. Và đây rồi, đây rồi, dính nè. Rồi, quăng như hạch luôn rồi. Nó rớt rất là cao luôn, cho nên là cao cao lên chút. À, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Lấy súng ra bắn liền, lấy súng ra bắn. Một viên nè. Bắn thẳng vô đầu luôn các bạn. Đây, hai viên nè, chắc là mình sẽ bắn khoảng tầm 3 viên, cái mình sẽ bồi thêm một cái bô la vô nữa cho nó chắc ăn nha. Chứ để đang bắn nó giục ra nó bay đi mất tiêu thì uổng lắm. Rồi, chơi cho nó chắc kèo. 3 viên rồi. Bắn vô trong đầu thì nó nhanh ngủ lắm, cho nên là thêm một viên nữa nè. 4 viên rồi, để mình coi xem coi bao nhiêu viên thì nó sẽ ngủ nha. 5 viên. Ôi, 5 viên thôi các bạn, 5 viên là sẽ đủ ngủ được một con cấp độ 156 nè. Nhưng mà phải bắn ngay đầu mới được nha. Rồi, mình sẽ cho em ấy ăn cái thịt đùi, thịt cừu luôn các bạn. Thịt cừu đã được nấu chín nè. Thịt cừu đã được nấu chín thì nó hơi giảm chất lượng xuống một chút, nhưng mà nó được cái là bảo quản tốt hơn, lâu hơn. Đó, ống tay mình bắt đầu tăng rồi nè, từ từ và chờ đợi thôi. Thịt cừu hồi nãy mình nướng không kịp các bạn, hồi nãy có nhiều lắm á, nhưng mà nướng được có 9 cái nó bị hư rồi, do là mình không có cái lò nướng xịn á, cho nên nó nướng hơi lâu. Mấy phần còn lại thì chắc là trong tập tiếp theo đi các bạn, mình sẽ làm một cái trang trại chăn nuôi cừu với lại ốc sên luôn để mình lấy xi măng. Và xung quanh này thì mình thấy nó cũng khá là ổn, an toàn, không có gì hết, cho nên là ngồi sát sát xuống phía bên dưới nha. Không có đi lung tung, tránh cái tình trạng mà lua mấy con như là bọ cạp đâu đó các bạn. Bọ cạp với Sabentooth lại đây.
nó tem hơi lâu nha, hình như là nó no quá, nó chưa có đói, cho nên là phải chờ đợi một chút rồi xem coi nó tăng một lần lên bao nhiêu phần trăm nha. Cái cơ này thì chắc là tem cũng nhanh thôi. Ồ, nó tăng một lần lên là 17% các bạn, và cái ống chất lượng thì được 99,9% coi như là 100% á, và cộng cho mình 77 level nữa, quá ngon luôn. Còn level càng cao đó các bạn, sau khi mình tem xong á, mình cộng điểm cho nó sau khi mà nó lên cấp á, thì rất là ngon luôn, và hứa hẹn sẽ là một cái con rất là xịn sò sau khi mà mình luyện cấp cho nó nè. Và cái đầu của nó thì cái con này kiểu như nó màu tím tím á, khá là giống mấy con rồng điện của mình nè. Đó, nhìn nó tím tím đẹp nè các bạn. Đó. Và sẵn tiện thì mình sẽ học cái yên luôn chứ, quên nữa. Cái yên của nó là cái con táp đúng không? Đây, cái yên của nó thì ở dưới này nè. À, mình cần phải có bàn smithy bởi vì cần có metal nè với lại fiber gỗ. Ok, cái này thì đơn giản lắm mà. Lát nữa mình sẽ về mình chế tạo luôn. Còn bây giờ thì cứ chờ đợi ở đây thôi. Em mới được 17% và ăn thì cũng khá là chậm luôn á. Do là em mới đói lâu nè. Hay là mình sẽ chuyển sang sử dụng thịt đùi. Thịt đó hình như là nó hơi lâu đó các bạn. Thôi thì mình sẽ chuyển sang sử dụng thịt đùi nha, bằng cách là sử dụng cái em rồng của mình để đi săn. Có thịt đùi trên này không? Hồi nãy có săn được đánh được nhiều lắm nhưng mà không có đánh được con nào có thịt đùi hết. Mình cần phải tìm cái con như là cái con rắn đó các bạn. Đó, con rắn hay nó có thịt đùi lạ lắm. Mình phải tìm con rắn. À đây 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 đây. Đây rồi. Trời ơi, mới vừa đi tìm con rắn thì thấy con rắn ở đây. Chích điện cho một cái nè, rồi. Rắn rắn hấp điện nha. Đó, thịt rắn hấp điện rất là chất lượng luôn. Mình sẽ quay trở lại cho em ấy ăn thịt tươi luôn. Hy vọng mình sẽ nhanh hơn. Hồi nãy là được cái 17% cho cái cục thịt tù thôi. Cho nên là lần này thì chuyển sang ăn thịt tươi. Hy vọng là em ấy sẽ thích hơn. Lên 31% để mình xem coi. Nó tăng lên một lần nữa sẽ tăng lên bao nhiêu nhá. Ồ, sau khi mà mình cho ăn thịt đùi đó các bạn, thịt đùi tươi đó thì tăng lên rất là nhanh luôn. Từ 31% tăng lên tới tận 56% luôn. Wow, nhanh hơn. Nhanh hơn so với mình cho nó ăn thịt đã được nấu chín đó các bạn. Và em rồng của mình thì cũng đã lên cấp sau hồi nãy giờ đi lia nè. Thì mình sẽ cộng tiếp tục tăng đam lên cho nó, cho nó lia nhanh hơn nữa nha. Mà đồ là đồ linh tinh cho mày chắc là để đây thôi. Và ui, nó đập cánh một phát mình bay lên phía bên trên này luôn ạ. À. Con rồng tăng cấp cho nó đó, nó đập cánh một phát mình bay lên tuốt phía bên trên luôn. Và ở đây thì được 56% rồi, cho nên là mình sẽ chờ đợi một chút nữa nha. Rồi, sau một hồi chờ đợi đó các bạn thì em ấy cũng đã tỉnh lại rồi. Bây giờ thì mình chắc chắn là sẽ hút em ấy vô trong quả cầu để chuyển về nhà rồi. Mình sẽ chuyển em ấy về nhà làm cái yên rồi, sẵn mình sẽ làm cái yên cho con Gigan luôn. Hồi nãy mình về nhà đó, mình dọn dẹp đồ mà quên quăng cái con Gigan ở phía bên ngoài. Cho nên là bây giờ thì sẽ về và quăng nó ra luôn nha. Gigan nãy vẫn còn đây nè, đó, quăng nó ra phía bên ngoài luôn. Rồi, mình đã về tới nhà, bây giờ thì mình sẽ tranh thủ quăng cái con Gigan của mình ra trước đây. Nãy giờ mình quên các bạn, đó, dọn dẹp đồ, sau đó thì tranh thủ lên đường cho nên là chưa có quăng con Gigan ra thì mình sẽ cho nó ra. Wow, nhìn nó rất là bự nè. Ôi ơi, nó muốn chiếm hết cái cây cầu của mình luôn rồi. Bây giờ thì mình sẽ học cái công thức chế tạo của Gigan luôn nha. Đây rồi, cái yên của nó nè. Gigan thì cũng sẽ cần chế tạo trên bàn smithy và cần có rất là nhiều da. Da bây giờ thì không có lo bị thiếu rồi, cho nên là cứ thoải mái thôi. Da thì ở phía bên đây nè, mình có rất là nhiều luôn. Và trên người của mình có sẵn rồi, cho nên là cứ bỏ vào trong này và chế tạo thôi. Tìm Gigan luôn nha, để chế tạo cho nhanh nè. Rồi còn thiếu gì nữa? Ồ, thiếu mây tàu hả? À, mây tàu thì ở phía bên đây thì mình đang nung nè, chắc là còn nè, đó sắp sửa hết luôn rồi. Vậy là trong thời gian giữa hai tập mình cần phải đi farm thêm mây tàu để nấu lên rồi. Và Gigan luôn, Gigan tốn kém lắm luôn á. Đó, rồi sẵn tiện thì chế tạo cho cái em khủng long bay của mình luôn. Em khủng long bay của mình thì thiếu cái này thì bỏ vô trong này luôn. Rồi chế tạo luôn, mình sẽ test thử trước với con Gigan trước cái đã. Đeo cái yên mới lên nè, đó cộng thêm chút tốc độ đi cho nó nhanh chút các bạn. Chứ để nó đi rùa bò lắm. Và cộng tốc độ thì bắt đầu nó nhảy múa đó, đã chưa? Rất là bự luôn. Và mở cái cửa. Ủa, ok được rồi nè. Và dướng quá vậy. Ôi, đi xuyên qua cái cửa luôn à, ngon lành luôn. Đi ra phía bên ngoài này, ở khu vực băng tuyết này hay có mấy con khủng long ở phía bên ngoài này để cho mình test thử lắm, cho nên là đi ra phía bên ngoài này luôn, tấn công thử coi. Ồ, bây giờ thì tấn công được 600 mấy rồi nè. Đó, lên đam liền, ngon lành luôn. À, kilo thì mình cứ để lại đi. Rồi, ở đây thì có mấy con phần lộc nè, cắn nó một phát. Cắn nó không được ngon như cái con bọ ngựa đâu. Con bọ ngựa là con mình thấy là bá đạo lắm. Ở đây thì có gầm lên không? Đó, gầm lên cho nó sợ bạn. Con Gigan được cái là gầm gú rất là ghê luôn á. Đây thì cắn nó một cái nè. Gigan này chủ yếu là để tăng cơ thôi, chứ đi mà đánh mấy con khủng long á thì nó không ngon lắm.
Ở đây thì có con sói nè, để mình thử với con sói luôn nhé. Đó, sẽ thử con sói luôn. Wow. Sói thì cấp độ 55 thôi. Bây giờ sẵn ở đây thì mình sẽ cooldown xong rồi đó. Quăng cái em này của mình ra phía bên ngoài rồi trang bị cho nó cái yên luôn. Rồi cộng cho nó thêm. Wow, tốc độ của nó cũng cao nè. Cộng thêm chút quay lên đi, thêm chút stamina trước, thêm chút máu luôn. Rồi. Bây giờ thì sẽ cho cái con Gigan của mình nó follow cái con này luôn nha. Dẫn nó đi luôn. Giờ phía bên trong này hy vọng là sẽ có nhiều những cái con khủng long ở trong này để mình có thể cho nó luyện cấp ở trong này cũng được nè. Nó đi rất là cồng kềnh. Và bên đây thì đây rồi, có mấy con này nè các bạn, tấn công luôn. Con này thuộc dạng là trâu bò lắm, nhưng mà đánh được nha. Gigan đánh được, đánh con Gigan thì có được mấy chục máu và đôi khi thì lên được trăm mấy máu thôi chứ cũng không mạnh lắm. Và dưới này thì còn nữa nè. Ai tấn công luôn, mình sẽ đánh phụ để cho nó lên cấp luôn. Rồi được lên cấp rồi nè, cộng thêm chút đam lên nữa để cho nó luyện cho nhanh. Sau này thì cần phải cho con này cộng tốc độ với lại quay với lại máu đó các bạn, để cho nó tải đồ, vừa tải đồ mà cũng là vừa phương tiện di chuyển của mình nữa. Con này di chuyển rất là cơ động nè, đó nó có thể bay ngang qua ngang lại, ngang qua ngang lại và tới, và có khả năng bay lui nữa. Em chim điêu với lại em bờ te đó thì không có bay lui được đâu, còn cái con này thì rất là cơ động khi mà nó có thể bay được tới 4 hướng luôn và bay lượn nhanh nữa chứ, rất là xịn. Sau này thì mình sẽ thay thế cho em bờ te. Còn phía bên ngoài này, à nó lại spawn ra thêm mấy con chim điêu ở phía bên ngoài này nữa nè. Đây là phía bên ngoài này để tấn công luôn nha. Mới vừa đi qua quay trở lại thôi các bạn là nó đã spawn ra rồi nè. Mình sẽ tấn công luôn. Thử xem coi. À mấy con chim điêu này thì nó cũng yếu, nó không mạnh lắm đâu. Nó đánh mình có mấy, có 19 máu thôi. Và Gigan nhìn nó bất lực kìa. Nó xoay vòng, nó xoay vòng mấy con chim điêu. À cấp độ 135, hàng gì nó trâu là phải rồi. Rồi cộng điểm cho nó nha, cộng điểm thêm cho cái con Gigan này lên. Mình thấy là nó hơi tuột hụt stamina nè, nhưng mà mình muốn là tăng đam một chút cho nó kiểu như nó mạnh mạnh hơn á, đánh nhanh hơn, hạ gục những cái con mồi nhanh hơn. Đó, phía bên này thì rất là nhiều những cái con có thể săn được ở phía bên đây, cho nên là tha hồ cho nó săn luôn. Mình sẽ cưỡi nó để đi đánh đi các bạn cho nó đã nha. Chứ điều khiển nó không có vui. Đây rồi, tấn công luôn. Dưới này thì có rất là nhiều sói dưới này. Mình sẽ xuống phía dưới này để cạp mấy con sói và có con chim điêu nữa. Wow. Nó đang búp đam lên kìa, mấy con sói này nó búp đam lên nhìn. Wow. Nhìn nó đẹp kìa các bạn. Wow, mấy con sói ở dưới nó búp đam lên nhìn có hiệu ứng kìa. Đẹp ghê luôn á. Nhưng mà không thể chống cự nổi với con Gigan của mình. Và cái con Gigan của mình bây giờ nó nặng quá, nó nặng quá. Cộng thêm chút tốc độ lên cho nó nè, thêm chút stamina lên. Nó tấn công, đánh luôn. Có con này có thể đánh từ phía đằng sau luôn nè. Đụng vô là đụng gây sát thương thôi. Cứ đụng vô trong người con Gigan là gây sát thương thôi. Hàng gì hồi nãy mình sử dụng em bọn ngựa của mình đó các bạn. Trời ơi, tấn công nhảy vô đánh lén các bạn. Nhảy vô đánh lén là bị dính đam, cứ nhảy vô đánh lén là bị dính đam thôi. Vậy thì có mấy con này mình sẽ xử lý nó luôn. Bây giờ thì mình đánh được 800 đam rồi nè các bạn. Sau khi mà tăng lên được 200% đam á thì đánh được 800 đam. Nó cũng không thật sự ngon lắm, chủ yếu là trâu bò thôi. Thôi thì mình sẽ hút nó vô trong quả cầu để đem về căn cứ thôi các bạn. Như vậy là trong tập ngày hôm nay đó các bạn, thì mình đã test thử sức mạnh của cái con bọ ngựa của mình đó các bạn, bằng cách là đi đánh với cái con siêu bạo chúa Gigan. Thì nếu mà mình đánh theo cái kiểu vừa đánh vừa chạy thì nó sẽ cắn chết mình luôn á. Cho nên là nhảy vô dòng đam hết là cái phương án an toàn nhất. Và cũng như là đã bắt được con Gigan này, rồi bắt được thêm cho mình cái con khủng long bay để sau này mình di chuyển tốt hơn. Mình sẽ cộng cho nó một chút tốc độ nè. Con này thì có khả năng mang giác đồ nè các bạn, di chuyển cơ động với lại có khả năng bay nhanh nữa, thay thế cho cái MBT của mình trong tương lai là hợp lý luôn rồi đó. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích cái phần chơi này của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những cái video tiếp theo cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.